hết. Đây là mấy con ếch nè, mấy em nó cho nè. Ôi trời, kích kích mày nhảy ra. Ôi trời, chó chạy đâu con chó này nè. Mày kích ra ra quay lại đi ra. Bây giờ bây giờ chắc bán lỡ luôn rồi. Ôi trời ơi, mấy người chạy ra nhảy ra. Nữa nữa lên lên mày mày ra đây chưa mày nhảy ra các bạn. Ôi giờ làm gì quay khó. Đừng không ra được. Shop này đi. Nhảy dữ quá. Lót cho nó mấy cục gạch như thế này nè. Để con nào nó lên đây nó nằm ha. Nó nằm ở dưới cái nước. Khi cho ăn thì phải đâu ăn được cho nó ăn. 12 con 6 cặp nha, 12 con 6 con cái 6 con đực nuôi cho nó đẻ ha, xem cho nó đẻ không nha. Nuôi chơi nuôi dễ tí rồi. Con này có mấy nền trò nè. Ếch này là khoảng 2 tháng mấy 3 tháng rồi nha các bạn. Tầm 2 tháng mấy 3 tháng rồi. Mình nuôi chơi nha. Rồi, để nước lấp sắp như thế thôi. Không nên chế nước nhiều quá ha. Đó. Bằng cục gạch, nước bằng cục gạch hoặc hấp hơn cục gạch ha. Để cho con ếch lên cục gạch nó nằm. Nó nằm nó chơi. Hoặc là mình đem ra phơi nắng ha, nó nằm cục gạch này nó phơi nắng. Còn khi nào nó nóng quá thì nó xuống nước. Mới vô nó chưa quen cái thùng xốp nó nhảy linh tinh, nhảy ra ngoài. Mới bắt vô được một con nữa, xé mất một con. Cái thùng xốp này đậy nắp ha, mình làm cái sợi dây mình cột lại nha. Cái khâm nó còn lớn quá nè, nó nhảy nó bung ra nha. Rồi bây giờ mình mở ra mình cho nó ăn ha. Mới mình mở cho nó ăn thì nó dám ăn không. Đây, sâu đây. 12 con. 12 con ếch thì mình bỏ vô 12 con sâu. Thử cái con nào ăn nha. 12 con sâu rồng. Ếch này nó rất thích ăn sâu rồng nha. Nhưng mà mới đem về cho nó khi nó mệt nó còn nhát nó chưa dám ăn đâu. Để từ từ nó sẽ ăn này.
tôi ở Thái giải trí chơi nha các bạn. Nó chưa dám ăn đâu, nó chưa dám ăn sâu rồng đâu. Chứ sâu rồng này thì ít, nó mời lắm.